Trên tay mình đây là chiếc iPhone 13 sau hơn 1 năm mình sử dụng và thật sự thì nó vẫn cực kỳ ngon, vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết của mình từ mức tốt trở lên. Có thể các bạn chưa biết á, thì iPhone 13 chính là chiếc smartphone mà bán chạy nhất thế giới ở trong năm 2022 và điều này rõ ràng là có lý do của nó. Trong ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là iPhone 13 còn lại gì sau 1 năm sử dụng và có xứng đáng để các bạn bỏ tiền ra mua nó ở thời điểm hiện tại hay không. So sánh với thế hệ ra sau gần đây là con iPhone 14 thì thật sự iPhone 13 không khác biệt gì nhiều. iPhone 14 á, nó vẫn là A15 Bionic, vẫn là màn hình 60Hz. Đáng kể nhất á, có chăng là về dung lượng RAM khi iPhone 14 là 6GB so với 4GB RAM của iPhone 13. Nhưng anh em biết mà, với iPhone thì 4GB RAM đã là đủ rồi. Mà hiện tại thì giá của iPhone 13 đang còn rất là tốt nữa. Cụ thể hơn thì anh em có thể tham khảo cửa hàng của Vietablet. iPhone 13 đang có mức giá siêu rẻ. Ở đây cũng đang có bán rất nhiều mẫu iPhone khác với mức giá siêu rẻ, bao 1 đổi 1, bao hoàn tiền 100%, bảo hành lên tới 1 năm, thay pin miễn phí trọn đời, đặc biệt là có hỗ trợ trả góp đầy đủ, hồ sơ bao đậu cho các bạn. Link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả và bình luận nha. Đầu tiên hãy nói qua về thiết kế. Thì thật sự thiết kế của chiếc iPhone 13 ở thời điểm hiện tại vẫn cực kỳ là đẹp. Khung viền kim loại vuông vức cùng mặt lưng kính mang lại một vẻ đẹp cao cấp và sang trọng, nhỏ gọn với kích thước màn hình chỉ 6,1 inch cùng trọng lượng nhẹ, cầm nắm rất là dễ dàng, thoải mái. Tiếp theo, sau 1 năm thì có lẽ anh em sẽ quan tâm một điều, đó là thời lượng pin của nó có còn trâu như lúc ban đầu hay không? Thì câu trả lời của mình là có nha, vẫn rất trâu anh em ạ. Cụ thể hơn thì với phiên bản iOS mới nhất, bật cả 4G, Wi-Fi và với các tác vụ hỗn hợp như là lướt web, mạng xã hội, xem phim, chiến game các kiểu thì chiếc iPhone 13 của mình luôn trụ được tầm 6 tiếng rưỡi on screen, một con số cực kỳ ấn tượng. Thật sự thì qua 1 năm, sự ổn định về pin của chiếc iPhone 13 vẫn là rất tốt và rất thoải mái cho anh em có thể sử dụng hàng ngày. Điểm trừ duy nhất có lẽ là về công suất sạc, khi mà tốc độ sạc tối đa của iPhone 13 chỉ là 20W, sẽ mất gần 2 tiếng để sạc đầy viên pin 3240mAh, khá là lâu đó. Về hiệu năng thì sao? Với A15 Bionic, tuy đã ra mắt hơn 1 năm nhưng chúng ta không thể phủ nhận nó vẫn là một con quái vật trong thế giới smartphone với số điểm AnTuTu khoảng 800.000 điểm, đi cùng lượng RAM đủ dùng 4GB. iPhone 13 thời điểm hiện tại vẫn đủ sức con mọi từ game, hoạt động mượt mà, ổn định với tất cả các tác vụ từ cơ bản tới nâng cao. Mình đã test qua một số tựa game phổ biến như là PUBG Mobile, Tốc Chiến hay là Liên Quân Mobile thì iPhone 13 đều hoàn thành rất là tốt. Với PUBG Mobile, mình bật HDR, khử răng cưa và 60fps thì máy chơi rất là mượt mà. FPS luôn ổn định trong quá trình chơi từ 57 đến 60fps, kể cả trong những tình huống đấu súng căng thẳng, chuyển đổi cảnh chơi thì nó cũng không gặp vấn đề gì. Với Liên Quân Mobile thì đương nhiên khó có thể làm khó được iPhone 13 khi mà ở mức max setting vẫn chơi cực mượt, FPS không hề bị drop, kể cả khi đang combat căng thẳng. Tuy nhiên thì nhiệt độ trên iPhone 13 lại không được tốt cho lắm. Khi mình test game khoảng 1 tiếng á, thì máy nóng lên khá nhiều, khi cầm chơi game thì bị nóng tay, khá là khó chịu. Ngoài ra khi mà máy nóng lên á, còn làm cho màn hình bị giảm sáng nữa, ảnh hưởng khá là lớn đến quá trình chơi. Cho nên mình nghĩ là các anh em game thủ nên cân nhắc trước khi lựa chọn iPhone 13 với mục đích là để cày game nha. Yếu tố tiếp theo mà mình muốn nói tới chính là về camera. Sau hơn 1 năm sử dụng thì mình cực kỳ hài lòng với hệ thống camera của con iPhone 13 này. Với camera chính và camera góc rộng của iPhone 13 đều cho ra những kết quả cực kỳ tốt trong hầu hết các trường hợp. Ở điều kiện đủ sáng, ảnh lên chi tiết sắc nét, màu sắc hoài hòa, chân thực, gần với thực tế, dễ dàng cho các bạn có thể chỉnh sửa hậu kỳ để có được một tấm ảnh ưng ý up lên mạng xã hội. Ở trong các điều kiện thiếu sáng cũng không thể làm khó được iPhone 13 với chế độ Night Mode, ảnh sáng lên rõ ràng, các chi tiết được giữ lại tốt, cải thiện chất lượng hình chụp lên đáng kể. Điểm yếu của con này có lẽ chính là nó không có cam tele, nên là các bạn sẽ khó có được những tấm hình đẹp khi đứng ở xa chủ thể. Zoom trên 3x thôi là ảnh sẽ bị bệt và mất chi tiết đi khá nhiều. Về quay video thì có lẽ mình cũng không cần phải nói quá nhiều khi mà các dòng iPhone trước giờ vẫn nổi tiếng về khả năng quay video. iPhone 13 chống rung cực kỳ tốt, thu âm rõ ràng, độ ổn định và màu sắc khi quay video là rất xuất sắc. Đây vẫn là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho anh em cần một chiếc điện thoại để quay vlog, quay video các kiểu. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nói tới phần màn hình của con iPhone 13. Độ phân giải Full HD, tấm nền Super Retina XDR OLED, công nghệ HDR10 và Dolby Vision. Chất lượng hiển thị của cái màn hình này vẫn là rất tốt, màn hình trong trẻo, màu sắc lên rực rỡ, màu đen sâu, giải trí xem phim trên cái màn hình này thì không có gì phải bàn cãi. Những cái điểm trừ có lẽ nó tới từ chiếc tay thỏ hay là tần số quét chỉ dừng lại ở mức 60Hz. Nhưng mà mình nghĩ một khi mà đã chấp nhận sử dụng iPhone thì mọi người cũng đã quá quen với tai thỏ, quá quen với 60Hz rồi. Tần số quét cao thì sướng thật, nhưng mà với một cái tốc độ phản hồi quá nhanh và những cái hiệu ứng nó quá mượt mà trên iPhone 13 thì có lẽ với 60Hz các bạn cũng sẽ không thấy có vấn đề gì hết. Tổng kết lại thì iPhone 13 sau 1 năm sử dụng vẫn là một chiếc điện thoại cực kỳ ngon, vẫn là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý ở trong năm 2023 với một mức giá đang rất là ngon tại Vietablet. Các bạn nhớ tham khảo đường link mà mình để ở dưới phần mô tả và bình luận nha. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình về chiếc iPhone 13 sau 1 năm sử dụng. Các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Cuối cùng thì đừng quên like video này và theo dõi hệ thống các kênh YouTube,
TikTok, Instagram của Viettablet. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.